Thánh Thảo xin được chào tới ngồi đến quý vị khán giả đang xem chương trình nét Việt TV. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình trong giờ phút này, Thanh Thảo một lần nữa mời quý vị gặp gỡ chị Như Hạnh, nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Clara. Thanh Thảo xin được chào đến chị Như Hạnh. Xin mến chào Thanh Thảo và xin mến chào tất cả khán giả của nét Việt TV hôm nay. Thưa quý vị, chị Dương Hạnh là một gương mặt rất quen thuộc với Đài Nét Việt TV cũng như trên làn sóng Youtube của Nét Việt TV. Quý vị đồng hương của chúng ta đã quen với chị với những thông tin mà chị mang đến, những thông tin mới nhất, nóng nhất, những thông tin cần thiết cho chúng ta từ quận hạt Santa Laura, nơi mà chúng ta đang sinh sống, Đài Nét Việt cũng đang sinh sống tại quận hạt này. Thưa chị, ngày hôm nay, Thanh Thảo nghĩ chắc là đề tài chúng ta nói với quý vị khán giả vẫn có một phần nào đó liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Có đúng không thưa chị? đúng rồi Thanh Thảo. Chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi được cái đại dịch này. Tuy nhiên à, uh, riêng trong quận hạ của chúng ta thì các thông tin cũng khá là khả quan càng ngày càng khá hơn. Và cho đến hiện nay đó thì chúng ta đã có gần 90% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất là một liều và có hơn 84% đã tiêm ngừa đầy đủ. Và như Thanh Thảo cũng biết gần đây... Um, những người hội đủ điều kiện có thể được tiêm thêm cái liều hỗ trợ uh, liều bồi thêm yeah. <laughs> hoặc là những cái người mà có cái tình trạng uh, sức khỏe suy yếu uh, theo một cái số tiêu chuẩn nào đó thì có thể tiêm thêm cái liều thứ ba kính yeah. à, thưa quý vị ừ. chúng tôi phân biệt là liều hỗ trợ và liều thứ ba liều hỗ trợ là chúng tôi hay nói là booster đó quý vị có nghĩa là khi mà chúng quý vị đủ tháng ở Pfizer nếu mà sau 6 tháng của liều thứ hai là quý vị có thể đủ điều kiện để mình à, tiêm cái liều booster còn riêng cái liều thứ ba mà dùng cho các loại thuốc khác thì dành cho những người mà có những hệ miễn dịch yếu thì chỉ cần sau 28 ngày ở, ở liều thứ hai thì quý vị đã có thể tiêm mũi thứ ba rồi thì chúng tôi muốn phân biệt rõ ràng cũng là mũi thứ ba mà tại sao có mình dùng từ booster mà có khi mình dùng từ là tiêm thêm thì đó là một cách để phân biệt cùng quý vị xin chị hãy cho quý vị đồng hương biết là tình hình tiêm ngừa cũng như là xét nghiệm ở quần hạt của mình như thế nào thưa chị thì như thanh thảo vừa mới nói đó cái liều mà tiêm thêm đó hiện nay cả hai loại thuốc vừa Pfizer và Moderna đều đã được phê duyệt rồi cho nên nếu quý vị ở trong những cái điều kiện đó và đã tiêm ngừa được 28 ngày sau cái liều thứ hai thì đều có thể hội đủ cái điều kiện để mà tiêm thêm cái liều này và như thanh thảo cũng biết là tình hình càng ngày trong quận Hà của chúng ta cũng có vẻ khả quan hơn. À, cái trung bình trong 7 ngày trong thời điểm hiện tại của chúng ta là 136 trường hợp và à, cuối tuần vừa qua tuy nhiên cũng đã có 11 người phải nhập viện. Vì vậy à, các à, viên chức y tế vẫn tiếp tục khuyên chúng ta vẫn nên giữ gìn à, mang khăn che mặt À, nếu mà thấy cần thiết mình không có an tâm nữa. thật ra bây giờ đi ra đường nếu mà mình quên mình không có mang cái đó theo là cảm thấy có thiếu 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 cái gì phải không ừ. thanh thảo như quý vị biết là cái biến thể đào ta vẫn tiếp tục hoành hành cho nên chúng ta vẫn cần phải rất là cẩn thận à, cảm ơn chị Hành kính thưa quý vị à, Thanh Thảo muốn hỏi chị Hành như thế này Lỡ như một người mà bị xét nghiệm Và mình biết rằng mình bị nhiễm Covid-19 và khi biết như vậy thì lúc đó nghĩ đến là tôi phải chích uh, vaccine thì bao lâu thì mình có thể chích được cái liều vaccine sau khi mình xét nghiệm mình bị dính covid 19 đó chị cảm ơn thanh thảo hỏi cái câu này thật ra đó mỗi lần mà được gặp thanh thảo như hạnh cũng muốn uh, đưa đến những cái câu trả lời cho một số những cái câu hỏi mà trong tuần Um, như hạnh đã nhận được từ trong cộng đồng hoặc nhiều người có những cái thắc mắc thì cái câu hỏi thanh thảo vừa đưa ra đó là một trong những cái câu hỏi mà như hạnh cũng đã có nhận được thì tức là uh, nếu mà cái người nào họ bị chẩn đoán là có nhiễm covid 19 thì họ thắc mắc họ không biết là khi nào thì họ có thể đủ điều kiện để mà đi tiêm ngừa cái covid 19 đây thì um, Thưa quý vị, sau khi mà quý vị đã hoàn toàn hồi phục và cũng được ít nhất là 10 ngày từ khi được chẩn đoán nhiễm bệnh thì quý vị có thể đi tiêm ngừa COVID-19 rồi và điều này áp dụng cho tất cả những cái loại thuốc ngừa covid 19 dạ. cũng như cho cái liều hỗ trợ luôn và nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm nữa muốn biết thêm nhiều thông tin nữa thì như thường lệ xin quý vị cứ vào cái trang um, vax org để uh, tìm hiểu thật là nhiều thật là kỹ càng để cho được an tâm. Cảm ơn chị, Thanh Thảo xin tóm được như thế này thưa quý vị đối với mũi booster đó thì hiện tại là ở Pfizer nếu mà sau 6 tháng ở một ở liệu thứ hai thì quý vị đã có thể đủ điều kiện ở cái mũi thứ ba thì cả Pfizer và Moderna đều đã chấp nhận quý vị nếu như quý vị chích mũi thứ hai cách 28 ngày riêng những trường hợp đã bị nhiễm covid 19 thì quý vị phải uh, uh, hồi phục hoàn toàn và ở ba loại thuốc hiện tại có Moderna, Pfizer và Johnson Johnson thì quý vị đều có thể uh, đi tiêm ngừa sau khi mình bị nhiễm Đúng rồi Thanh Thảo. À, thưa chị, Thanh Thảo có câu hỏi như thế này. Có một số vị khán giả gọi Thanh Thảo nói rằng là Thanh Thảo ơi, chị hoặc là anh đã lỡ làm mất cái thẻ chích ngừa của mình trước đây rồi. Thì bây giờ anh chị phải làm sao? Cảm ơn Thanh Thảo. Đây là một cái thông tin mà chúng ta đã đưa ra nhiều lần. Dạ. Tuy nhiên vẫn có người uh, hỏi là uh, bây giờ nếu mà lỡ đánh lạc mất cái, cái thẻ uh, tiêm ngừa trước đây đó thì bây giờ làm sao để mà xin lại một cái thẻ khác hoặc là một cái bằng chứng gì khác để giúp cho họ rủi mà họ muốn đi uh, du lịch hay là uh, muốn đến một cái chỗ nào đó mà người ta đòi hỏi phải có cái thẻ dạ. đó thì phải làm sao và thiệt ra đó uh, cuối tuần vừa rồi như hạnh cũng có người đã hỏi là bây giờ phải làm thế nào để mà xin lại cái thẻ tiêm ngừa thì chúng ta có bốn cách để yeah. xin lại cái thẻ tiêm ngừa nếu như mà đã lỡ bị mất thì um, nếu mà quý vị đã được tiêm ngừa tại một cái cơ sở tiêm ngừa của quận hạt thì xin quý vị cứ đến cái expo hall ở um, khu vực hội trợ fairground đó yeah. để um, xin lại rồi nếu như mà quý vị cũng có thể đi lên cái trang mạng của tiểu bang để mà yêu cầu được xác nhận là đã tiêm ngừa hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc với cái nhân viên y tế mà đã tiêm ngừa cho quý vị đó để xin lại phần đông họ đều có những lưu trữ lại những cái bằng chứng những cái dữ liệu của những cái việc tiêm ngừa mà họ đã làm họ đã thực hiện trước đây hoặc là nếu như quý vị đã tiêm ngừa dù là tiêm ngừa bất cứ ở đâu thì quý vị cũng có thể đích thân đến cái cơ sở y tế của sở y tế đó ở số 976 đường Lan Dinh À, tức là cái nơi mà chúng ta hay gọi là TB clinic hoặc là những người tị nạn như chúng ta lúc mới đến thì người nào cũng phải đến ghé ở đó để mà được à, xét nghiệm về sức khỏe thì xin quý vị hãy đến đó à, số 976 Lansing Avenue à, cái suite là 100 và à, có quý vị có thể xin cái thẻ để thay thế lại cái thẻ đã mất hoặc đã bị lạc dù đã tìm ngừa ở đâu trước đây và quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho số 408 792 5200 để liên lạc với cái sở y tế chỗ này cái văn phòng này để nói trước là quý vị sẽ đến và để cần phải xin lại cái thẻ thì tùy theo điều kiện nào phù hợp cho quý vị thì quý vị có thể sử dụng cách nào mà quý vị cảm thấy tiện cho mình thì để mình tìm lại cái cái thẻ sách ngẫu của mình thôi quý vị. À, thưa chị hạnh đây là một câu hỏi mà Thanh thảo nghĩ rằng nó không có liên quan trực tiếp đến Covid-19 nhưng mà nó cũng ảnh hưởng từ Covid-19. Do đại dịch Covid-19 thì kinh tế cũng kéo theo một số người mất việc rồi một số người việc làm giảm đi thì bên cạnh khiến cho người thuê nhà hoặc là có một số người không đủ tiền thuê nhà và cũng phải trả trễ trong những tiền điện nước thì biết được là chúng ta có được những sự hỗ trợ từ quận hạt thì trong trường hợp mà những vị khách bị uh, không đủ tiền thuê nhà trả tiền thuê nhà này bị nợ tiền thuê nhà bị nợ tiền điện tiền nước thì mình phải làm sao thưa chị đây là một thông tin mà chúng tôi đã đưa ra từ nhiều tuần lễ trước đây để giúp cho những quý vị không đủ tiền trả tiền thuê nhà hoặc là trả tiền điện tiền nước và ngay cả những cái chủ nhà cho thuê nhà cũng vậy nếu mà quý vị những người thuê nhà họ không trả tiền cho mình và nó đưa đến những cái tình trạng là mình có những cái khó khăn về kinh tế người Người thuê nhà thì bị trục xuất rồi người à, cho thuê nhà thì có thể có khi bị mất nhà vì bị nhà băng kéo nhà vì không mình không có đủ tiền dạ, để trả thì um, quận hạt đã tổ chức rất là nhiều cái buổi họp để đưa những cái thông tin đến cho quý vị thì những cái buổi họp trước đây chúng tôi đã đưa ra những cái địa điểm có họp và để giới thiệu về cái chương trình mà trợ giúp về tiền nhà thì sắp tới đây à, có một cái buổi họp nữa để đưa thông tin đến cho quý vị đó là ngày chủ nhật 24 tháng 10 tới đây, um, xin quý vị hãy đến cái địa chỉ gọi là The Neon Exchange, uh, địa chỉ là 7365 đường Monterey Road um, ở Gilroy, ở cái tầng lầu thứ nhất đó, từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối thì à, quý vị sẽ có một cái buổi họp để đưa những cái thông tin để giúp đỡ cho quý vị nếu quý vị bị trong những cái trường hợp này và xin quý vị khi đến thì nhớ mang khăn che mặt nếu như là ở trong... À, ở trong cái cái tòa nhà phía bên trong nhà đó và uh, cũng xin uh, quý vị nhớ uh, mang theo một cái số những cái thông tin những cái bằng chứng như là giấy tờ chứng minh căn cước nè, chứng minh về thu nhập uh, chẳng hạn như là cuốn phiếu lương nếu mình có đi làm, rồi uh, chứng uh, giấy tờ chứng minh thuê nhà như là hợp đồng thuê nhà và uh, giấy tờ chứng minh địa chỉ như là biêu điện nước này kia đó thì à, quý vị nhớ mang theo nếu mình là người thuê nhà và nếu là chủ nhà thì xin quý vị hãy uh, lên cái cái trang mạng của chúng tôi đó đưa ra tức là uh, xin như hạnh cũng sẽ xin uh, Thanh Thảo và Đài đưa lên trên màn hình để cho quý vị dễ ghi xuống hơn. Ờ, quý vị sẽ lên trên đó hoặc là gọi cho số 408 808 và 7770 7770 đó cũng dễ nhớ phải không thưa quý vị? Để mà quý vị hỏi về những cái giấy tờ gì quý vị cần mang theo và những cái uh, uh, nếu mà quý vị không thể đến cái buổi họp này được thì quý vị hãy vào cái trang mạng là sccrandhelp.org và cũng gọi lại cái số điện thoại như như hạnh vừa mới nói hồi nãy tức là 408 808 7770 để biết thêm những cái thông tin và à, cũng có những cái à, tổ chức hội đoàn ở trong quận hạt đang tiếp tay với quận hạt để giúp quý vị điền đơn và à, quý vị có thể nhờ họ Um, giới thiệu thêm, uh, giải đáp thêm những cái thắc mắc. Còn nếu không, quý vị có thể gọi thẳng cho chúng tôi hoặc lên trang mạng của chúng tôi. Và như hạnh cũng nghĩ chắc chắn là nếu mà có người liên lạc với thanh thảo và với đài uh, Nét Việt TV, thì uh, anh chị em trong đài cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ để đưa những cái thông tin đến cho quý vị. Uh, những cái người mà uh, xin cái chương trình này đó, thì uh, có nhiều cái tiêu chuẩn thu thu, thu nhập khác nhau và uh, không cần phải chứng minh về cái tình trạng di trú đó là cái điểm mà quý vị uh, nên nhớ để đừng có ngần ngại nếu mà cần được giúp đỡ và cứ xin ghi danh cảm ơn chị đó là một thông tin rất là tốt mà khi mà chúng ta gặp rơi hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta đây là một cái À, dấu hiệu một cái điều kiện để chúng ta có thể giải tỏa được những cái khúc những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua trong mùa đại dịch thưa chị một câu hỏi rất nhanh là trong trường hợp mà tôi đã bị nhận được tờ giấy là tôi sẽ phải trục xuất ra khỏi nhà thì mình có một cái cơ quan nào hay có một cái số điện thoại nào hay có một nơi nào đó mà trợ giúp khẩn cấp cho những vị bị vậy vậy không thưa chị đúng rồi thanh thảo khi mà nhận được cái giấy tờ đó thiệt là người nào cũng rất là uh, lo lắng và không vì nó cũng không những là nghĩ là mình sẽ mất nhà mà nó còn liên quan tới những cái vấn đề pháp luật vậy thì uh, quý vị xin đừng lo lắng và nếu quý vị là người thuê nhà đã nhận được giấy tờ trục xuất hoặc là những giấy tờ của tòa có liên quan đến cái việc trục xuất nhà mà quý vị không hiểu rõ đó thì xin quý vị liên lạc với cơ, cơ cơ quan gọi là the law foundation of silicon valley. À, như hẳn cũng sẽ xin nhờ đài đưa cái thông tin này lên ở trên trang mạng và cái số điện thoại để liên lạc là 408 hai uh, 280 2424 -24. cũng dễ nhớ phải không thưa quý vị để uh, yêu cầu được giúp đỡ. Xin cảm ơn Thanh Thảo cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ những thông tin rất bổ ích cho quý đồng hương của chúng ta đang sống tại quận hạt Santa Clara. kính thưa quý vị thì trong giây phút này thì chúng tôi lại phải chia tay chị Như Hạnh và mong rằng ở tuần sau chị Như Hạnh sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin tốt hơn nữa đến quý vị đồng hương của mình. À, em xin cảm ơn chị và xin hẹn gặp chị vào chương trình tuần sau. Xin cảm ơn Thanh Thảo và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. À, Như Hạnh xin mến chào tất cả và xin hẹn gặp lại trong tuần sau.